Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa đông thời tiết lạnh, ẩm, mưa thất thường là những yếu tố ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bé. Hơn nữa trong những ngày lạnh, cơ thể bé phải tiêu hao nhiều năng lượng để chống rét nên sức chống trữ bệnh tật giảm nhiều. Cha mẹ và người thân cần biết cách chăm sóc cho bé đúng cách để bé khỏe mạnh trong những ngày đông buốt giá. Giữ nhiệt độ phòng của bé ở mức vừa phải Phòng của trẻ phải luôn kín gió và ấm áp, nhưng nếu cứ đóng kín cửa suốt ngày sẽ khiến không khí trong phòng ngột ngạt, thiếu oxy, khiến cơ thể mệt mỏi và làm tăng lượng vi khuẩn sinh sôi. Hơn nữa, nhiều người để nhiệt độ điều hòa máy sưởi quá nóng sẽ khiến không khí trong phòng rất khô và cơ thể có nguy cơ mất nước, khô da, khô mũi, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khiến trẻ khó thở. Vì vậy, cần giữ nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp, thông thoáng trong khoảng 28 độ C. Trước khi cho trẻ ra ngoài nên mặc thêm áo khoác và đi giày ấm để tránh cảm lạnh đột ngột. Ủ ấm quá mức. Để chống lạnh, cha mẹ thường mặc cho trẻ rất nhiều quần áo dẫn tới bé bị ủ ấm quá mức. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm, có thể sẽ gây thêm bệnh cho trẻ. Cha mẹ cần biết thân nhiệt của trẻ không giống như người lớn, vì vậy bé sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh nhanh hơn. Nếu mặc quá ấm, trẻ dễ bị ra mồ hôi lưng, đầu rồi thấm ngược lại dẫn đến cảm lạnh, viêm phổi. Hơn nữa, việc ứ động mồ hôi trên da còn là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây ra các bệnh về da, gây ngứa ngáy khó chịu. <laughs> mặc bỉm suốt ngày. Việc làm này không tốt vì bỉm cũng có thể là nguyên do gây bệnh cho trẻ, làm tổn hại làn da của bé. Trẻ đóng bỉm suốt ngày bị dính nước tiểu dễ bị lở loét, ảnh hưởng xấu tươi da. Do đó trẻ bị hăm là một điều khó tránh khỏi khi phải đóng bỉm thường xuyên. Hơn nữa khi trẻ đi tiểu nhiều mà chưa kịp thay bỉm, nước tiểu trong bỉm sẽ ngấm ngược, gây lạnh cho trẻ. Đặc biệt việc dùng bỉm thường xuyên kéo dài ở bé trai còn gây hại cho tinh hoàn. Đeo bỉm thường bị kín hơi, lại bó sát vào cơ thể trẻ, dễ làm cho nhiệt độ tăng lên. Trong khi đó, nhiệt độ thích hợp nhất cho tinh hoàn bé trai là vào khoảng 34 độ C. Khi nhiệt độ vùng hạ bộ của trẻ tăng lên tới 37 độ C và nếu tình trạng này diễn ra lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng của tinh hoàn khi bé đến tuổi trưởng thành. Không cho trẻ ra ngoài trời, việc ở trong phòng lâu ngày sẽ khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn, trẻ cần được vận động ngoài trời để tăng khả năng thích nghi với các yếu tố thời tiết, tăng sức đề kháng phòng tránh được nhiều bệnh dễ lây nhiễm. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần được ra ngoài tắm nắng hàng ngày để hấp thụ vitamin D, rất có lợi cho quá trình phát triển của trẻ. Thời điểm lý tưởng để mẹ cho trẻ ra ngoài đón nhận ánh nắng mặt trời và mùa đông là khoảng từ 8 giờ tới 9 giờ 30 và buổi chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Lưu ý cần hạn chế cho trẻ tới nơi đông người, tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh, tránh xa các nguồn ô nhiễm như khói bụi, khói thuốc lá. Mùa đông tắm cho bé thế nào để không bị ốm? Dù trời lạnh, bé cũng cần được tắm rửa sạch sẽ ít nhất 2 ngày một lần. Có như thế bé mới khỏe khoắn. Khi tắm cho bé có một vài điểm mẹ cần lưu ý. Tránh tắm cho bé sớm quá hoặc muộn quá trong ngày. Thời gian lý tưởng nhất là từ 10 giờ tới 10 giờ 30 hoặc từ 15 tới 16 giờ. Nhiệt độ nước thích hợp cho trẻ tắm mùa đông là từ 33 tới 36 độ C. Khi tắm cho trẻ cần tắm trong phòng kín gió, nếu cần thiết chuẩn bị thêm quạt sưởi và chỉ tắm tối đa trong thời gian từ 5 tới 7 phút để tránh cảm lạnh. Lưu ý đừng để điều hòa hay quạt sửa chĩa thẳng vào người bé, điều này khiến con dễ bị khô da hoặc gây bỏng cho con. Chăm sóc giấc ngủ. Trước khi trẻ đi ngủ nên cho trẻ mặc loại áo liền quần hoặc cho trẻ đắp chăn túi, loại chăn riêng có phép mơ tuyê để bảo vệ bụng không bị nhiễm lạnh và đi biết tất cho trẻ để phòng trẻ bị nhiễm lạnh. Nhiều cha mẹ sợ trẻ bị lạnh khi ngủ nên thường đổi mũ ấm cho trẻ. Đây là việc nên tránh. Đối với trẻ sơ sinh, đầu là nơi tạo ra khoảng 40% thân nhiệt, nhưng đồng thời lại là nơi giải phóng đến 85% nhiệt độ cơ thể. Chính vì vậy, việc đội mũ và dùng băng quấn thóp là cần thiết với bé mới sinh, đặc biệt là các bé sinh non. Nhưng với bé khỏe mạnh và đã được vài tháng tuổi, việc đội mũ khi ngủ là không cần thiết, mà ngược lại sẽ khiến nhiệt độ vùng đầu của bé tăng cao, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của não bộ. Quý vị và các bạn thân mến, những thành tựu y học mới nhất sẽ là nội dung chính mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.